kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em tiếp tục về thêm một ít đồng nát ve chai nữa. Trước mặt các bác đây là những cái chiếc đèn mini đèn Moving Handing Light. Đèn này thuộc dạng nhỏ nhưng có võ nhá. Thì em về được có mấy loại, loại cầu này. Cái loại là nhiều mắt này. Đấy. Nhiều mắt này. 1 2 3 4 5 6 7 mắt này. Tưởng 9 mắt nhưng về có 7 mắt luôn và cả chớp nữa. Đèn này đèn chớp nhá. 1 2 3 5 10. Xịt công tắc á. Xem nào, đây đây đây. Đây đây đây. Đây. Xịt ít thôi nhá. Xịt nhiều còn nâu mới khô đấy. À. Đèn đây về ăn nô sắc sông này các bác. Khen chê đi. Cứ khen cứ chê đi. Loại này thì em giao buôn nhá. Giao thợ giao lẻ nhiều lắm nhá. Thợ ông nào thích em mới giao lại cho, chứ còn ông nào mà vỡ vào vẫn em không giao, kể cả mua ra. Mua lẻ bằng giá lẻ. À, mua bằng giá lẻ anh em không không giao được nhá. Đấy, về số lượng rất là nhiều nhá. Tổng cộng là vào hơn 70 chiếc. Tất tần tật các kiểu các loại. Đấy, nhưng mà em sẽ về chưa vệ sinh đâu, về đấy, sẽ vệ sinh làm nó rất là cực nhọc luôn. Lâu này thì em bán lẻ là 850.000 một chiếc bao ship nhá. 800 là chưa ship. Ship mất 50 thôi. Đấy, loại này thì nói chung là các bác nào mà định mua thêm một ít các loại đèn Moving này xong rồi về mua thêm con pixel đèn ấy để kết nối xong là đi làm tiệc cưới, treo đầu dạp, cuối dạp, giữa dạp mấy cái cho nó đẹp thì vừa tiền, giá rẻ mà hợp lý lại còn đẹp. Nó thật giá rất là rẻ. Về ăn đô sắc sông này. Về hơi bị nhiều, còn đây là mấy kiện này chưa chưa mở ra, không biết cái dao của vứt đâu nhỉ. Đây, đây thì em về mấy kiện này. Đấy. Thì sẽ cắt cắt hộp nha. Đấy, cắt hộp như ai đó. Đấy, nói chung là giá rất là rẻ rồi. Không chê được nữa. Đấy. Đây cả to cả bé các kiểu đây, những cái to này thì giá nó sẽ cao hơn. To này thì giá nó sẽ cao hơn. Đây nha. Những cái này thì là vào 600. À đâu? Cái này nhầm, cái này là vào 1.2 triệu. 1.2 triệu. 1.2 triệu một chiếc bao ship nhá. Em sẽ cài đặt các chế độ các bác thích dùng qua D-Max thì qua mixer thì em sẽ qua mixer. Đây, cả những cái loại siêu công nghiệp đây. Đấy. Nhiều con bóng nó chết, những cái loại này thì thật ra giá rất rẻ. Này cái này gọi là à con này cũng như thế. Nhờ giá đồng là loạt thì chỉ từ là biết nhất là 850.000 đến 1.2 triệu. Đấy, như cái này là 1.2 triệu này. Bao ship này, còn nhiều con nó về nó bị như này. Nhiều con nó sẽ rẻ hơn nhá. Nhiều con nào nó xấu thì em sẽ bán rẻ hơn. Những con nào có khiển thì đắt. Còn những con loại như thế này thì thuộc dạng là khủng rồi. Đây. Đèn này đèn chớp này, giá là cũng là 850.000 nhá. Quay rồi quay luôn. Ui ôi. Con này nặng lắm. Con này thì giá nó sẽ đắt hơn nhá. Vãi à? Vãi đấy. Đấy. Siêu to khổng lồ. Quay nó có điểm dừng. Đấy. Đấy. Đèn mô vinh. Nói chung là giá rất là rẻ rồi, các bác đừng kêu nữa. Con này thì thuộc dạng là đèn bộ vinh hạng nặng. Đây. Đây. Cộng nguồn của nó. À, cái này nó cổng loa chứ đâu phải cổng nguồn. Cộng cổng loa. Cộng loa phải chế rồi. Đấy. Ông anh bêu em mấy cái ra đi. Nặng rất. Hay không? Về nhiều cái hay kiểu mất rắc ấy. Mất dây nguồn luôn, thế là anh em chế. Đấy, cứ đặt đấy cho em. Những con này là giá 1.4 triệu nhá. Đấy, có khi về nhiều quá nhầm giá các bác không cảm nhá. Đây, hai con này đều giá là 1.4 triệu. Những loại to này 1.4 triệu. Những loại bé bé con này 850.000. Đọc giá trên là giá bao ship nhá. Anh em cấp dưới có thể bán rẻ hơn nhưng không bao ship nhá. Bán rẻ hơn mà bao ship nữa thì trong khuyến mại thì nhá. Đấy, còn các loại này nhầm 1.2 triệu này. Cái này chắc là 900 rồi. Những cái loại nốc niếc này nó có ít chức năng thì là giá rẻ. Đấy, con này thì là 1.2 triệu. Bao sống cho các bác, hoạt động bình thường. Mới nó phải tầm 1.8 triệu, 2 triệu. Con này hàng nước thôi. Còn con nào xấu quá thì em sẽ giảm giá cho các bác.
chớp đây, cả chớp cả chuẩn này, chớp nháy này. Về ăn nô sắc sông này nhá, mua nó mua thằng nhí theo nô mà, nên là ăn may thì là được vài con được sống hết, còn nếu mà xui thì cháy hết. Đây, em sẽ mở ra toàn những hàng khủng này. Hàng khủng là giá rẻ. Ông Đô ơi, đây, đây. Còn những cái loại siêu khủng này nữa thì giá lại cao nữa nha. Đây nha, con này thì giá là 800 nhé. Đây toàn đồ hàng vãi đây. 800. Con này to hơn thì 800 nhé. Tính theo giá kích cỡ và cái mức độ sử dụng của nó. Nói chung là về rất nhiều. Anh hộ em nốt cái kia. Đấy. Còn con này thì con này thì theo bác là các bác là định giá là bao nhiêu? Đây nha. Vâng vâng. Đây con này rất là khủng này, con này còn cái chốt dày riết gì đây. Con này thì thôi, cái này có ít, em cũng không biết là nên báo giá bao nhiêu. Những con chớp phải gọi là khủng này, vừa chớp vừa đèn. Con này gọi là đèn laser mà. Đấy. Đang lên đi hả? Vâng. Đang lên đó. Rất là khủng bố đại ca đại tạo luôn. Thanh lý theo nô thì có cái đẹp cái xấu, nhiều con nó còn bị mất hết cực kính này. Những con mất kính này thì thanh lý rẻ thôi. Cái này thì em sẽ vệ sinh làm tương đối xong bắt đầu mình báo giá cụ thể nhé. Đây là gọi là về hàng thì quay qua này thôi, bác xem bấm thử trên bình thường nha. Anh ấy cứ để thôi nha. Đây nữa về thêm đây cả đông này nữa là cả mít sơ đèn luôn. Con này là laser, có vài chiếc mít sơ đèn. Con này là laser là riêng. Đây cái loại laser này thì các bác đi mua mới thì thừa biết giá này. Ô vỡ hết kính rồi. À đâu rồi? Cái này là của nó dùng dùng một tí cái miếng gì đây, không biết là còn không hay là vỡ hết kính, chắc vỡ hết kính rồi. Thôi cái này thì chắc là đây, xem lại. Quay lốt cùng này. Con này là điều khiển đây. Cục chia, chia nang. Chia dây nang, cái cục này các bác mà mua mới cũng hơi bị nhiều tiền đấy nhá. Anh vào thẻ tiền thì tặng anh cái. Tí tặng cho mấy đồ đống nát. Con này là đèn, đèn led nhá. Không phải là trước mà đây là ánh led nó nháy loạn lên thôi. Rất là khủng bố luôn. Nhiều cái xếp đầy sân luôn. Thành lý được lô này là xếp đầy sân luôn. Nhiều con vĩ bị vỡ mới gãy à. Đây. To cả bé, cả lớn cả nhỏ thôi. Đó, dưới thì có một vài con khiển. Tưởng có mít sơ đèn hóa ra không có, nó chỉ có khiển thôi. Đấy, các bác xem thích được món gì thì alo nhá. Nháy loạn lên. Rồi anh để em xin. Được rồi anh trở về. Anh nuôi ra thằng nơi. Cái này mà các bác mà chịu chơi thì mua thêm con bán mít sơ đèn nữa. Nói chung là giá rất rẻ. Rất rẻ nhưng phải bao sống. Chứ bây giờ giá mà sập sàn thì mà lại chết hoàng loạt nữa thì vỡ mồm. Nên là ôm lô này nếu mà về mà nó chết một nửa là cũng phải chịu thôi. Đấy nãy con nọ đập vào nỗ con kia thôi, không biết đường nào làm cả. Đấy nha, có 1, 2, 3 3 đến 5 chiếc khủng thôi. Cái chiếc màu trắng này thì có hình như là 2 chiếc này. Đấy. Anh cứ để đấy cho. Có những loại pano khủng này thì có vài chiếc rồi nhá. Nhiều con nó còn cái tấm này. Con thì mất này, con thì mất. Đấy. Nói chung những dòng này gọi là dòng công nghiệp rồi nên là các bác mua mới thì thừa biết giá. Cái này những loại đèn như này mà mới thì hơi bị nhiều tiền đấy. Hàng vậy hàng đủ đống đấy. Hàng đủ đống đấy, hàng vãi đấy. Bán giá có vẻ là các bác nói là hơi chát, hơi nặng. Đồ hàng nhập khẩu nguyên chiếc ấy. Nhưng mà mới nó còn đắt hơn nữa. Đèn này mới từ 3 đến 5 triệu một con. Hàng mới nhập khẩu chính hãng. Giá đổ xô cho các bác có 800 nghìn. Đấy, cả loại này với loại này giá cùng giá đồng giá nhá. Nhà bé con là 800 chưa ship, ship 50 nữa. Còn những loại to này bao ship. Rồi. Này, bà để con cái đồ này vào cho chú ấy. Chú bắt đầu chú bắt. Đấy. Quay nó còn sáng đèn này. Đấy. Cái này tí nó cắm nghịch thử xem.
Nay về nhiều đồng nát quá. Vừa đấy rồi. Nhiều con nó về nó kiểu mất hết kính kia, tưởng có chớp nhưng không có chớp mấy. Chớp nó rẻ, các bác mua đèn chớp mới nó chỉ 600-700 nghìn một đèn chớp. Còn những cái loại như này thì các bác dùng chớp nó còn tuyệt vời hơn, sáng hơn nhé. Khiển thì như có một này, hai cái bàn khiển thôi này. Có hai, chắc hai bàn khiển thôi. Đèn trắng thì có vài chiếc. Còn nhiều con nó về nó còn nguyên cả cái bộ tay treo này. Tay treo này mua mới mấy trăm nghìn này. Nhẹ nhàng phải trăm mấy một cái bộ tay treo. Nói chung là giá đồng nát nhé. Các bác xem lấy được cái gì thì lấy. Con nào vừa nó rời ông, biết gì nhặt hết ra. Chắc hết rồi chứ. Đây nha. Đồng giá mấy con này là 850 nghìn. Bao ship. To này thì nó đắt hơn tí nữa. Thì báo giá thế thôi, nhưng có khi là giới thiệu thì phải giới thiệu vài ba video chứ không loạn hết cả giá. Nên bây giờ đang đơ, đang loạn giá này rồi. Ok nhé, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì hẹn trực tiếp nhé. Về Anglo sắc sông này, này bao cho anh em thợ lấy bao nhiêu cũng được nha. Lấy hết được. Đấy, sang tay nhanh thì tiền nhanh. Giá ít thôi, về tự vệ sinh nhé.